Dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung là các dự án trọng điểm được thực hiện trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Hai dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và triển khai khu trung tâm chính trị, hành chính mới của tỉnh theo quy hoạch, đồng thời tạo sự kết nối về hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế xã hội. Sau nhiều năm phải giãn hoãn tiến độ, hiện nay dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung đã bắt đầu có sự chuyển động tích cực, khi những vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đang từng bước được tháo gỡ. Dự án đường 60m được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015 với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn vốn dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La và vốn đầu tư ngân sách tỉnh. Dự án hạ tầng kỹ thuật khung được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 279 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc đối tượng nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Đây là hai dự án đặc biệt quan trọng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, được triển khai từ nhiều năm nay nhưng không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Theo đó, dự án đường 60m có quy mô xây dựng mới, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch xây dựng thành phố Điện Biên Phủ. Với chiều dài toàn tuyến 1,58 km, diện tích cần thu hồi là 20,17 ha. Đến thời điểm này, dù đã hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt, nhưng công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường 60m vẫn chưa được thực hiện dứt điểm. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khung, thời hạn hợp đồng cũng sắp hết, diện tích chưa thể giải phóng mặt bằng của dự án này vẫn còn tới 42%. Tại cuộc làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng với Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Nhân dân tỉnh xung quanh sự chậm trễ của hai dự án, nguyên nhân chính đã được xác định là do công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát, chưa nhất quán. Đặc biệt, trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, để xảy ra tình trạng một bộ phận nhân dân không đồng tình ủng hộ, thể hiện sự yếu kém trong công tác tuyên truyền. Mặc dù đây là hai dự án có nhiều cơ chế chính sách rất tốt. Thống nhất cao với quan điểm phải thực hiện quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ đối với hai dự án này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong thời gian 15 tháng từ ngày 31 tháng 3 2020 đến ngày 1 tháng 6 2021, dự án đường 60m chỉ có thêm 3 hộ bàn giao mặt bằng, khối lượng thực hiện tăng thêm 3%. Dự án hạ tầng kỹ thuật khung, diện tích giải phóng mặt bằng không tăng thêm. Điểm tái định cư số 1 dừng thi công. Điểm tái định cư số 2 chưa triển khai thi công. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện dự án của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ chưa thực sự quyết liệt, sâu sát, kịp thời. Chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý và tháo gỡ các vấn đề vướng mắc phát sinh. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trực tiếp triển khai thực hiện các dự án còn hạn chế. Cần phải có cái sự vào cuộc rất là toàn diện, quyết liệt và bài bản để chúng ta tăng cường cái công tác vận động, tuyên truyền người dân hiểu, rồi là chấp hành các cái chính sách về bồi thường, hỗ trợ rồi tái định cư theo quy định. Như tôi nói, chính sách đối với hai cái dự án này là tốt nhất rồi. Thế bây giờ chỉ còn mỗi câu chuyện tuyên truyền thôi. Thế tuyên truyền thì phải bài bản này, phải sát sao này, phân vai này, sát sao này, thứ ba là phải gì? Phải rất là chuyên nghiệp. Tức là tất cả nó phải đồng bộ, thống nhất. Và khi chúng ta đã đáp ứng đầy đủ rồi, các cái chính sách về bồi thường, để hỗ trợ, rồi tái định cư theo các quy định của pháp luật, thì đối với các cái trường hợp mà cố tình chơi gì thì chúng ta phải kiên quyết thực hiện cái việc cưỡng chế. Theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ phải thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công hai dự án này trong tháng 6 2021. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sau khi được bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành hai dự án trong năm 2021. Riêng dự án đường 60m phải thực hiện thông tuyến trong tháng 9. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thành phố Điện Biên Phủ đã thành lập ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung.
Thành ủy cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng gia đình, tổ dân phố, tuyên truyền chủ trương chính sách của tỉnh, thành phố về thực hiện dự án, đồng thời nắm tình hình, ý kiến phản ánh của nhân dân. Trên cơ sở đó, thực hiện phân loại xử lý, có ý kiến trả lời, giải quyết cụ thể với từng trường hợp. Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng xem xét xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo thành phố mà trực tiếp là các đồng chí trong thường trực, đồng chí chủ tịch ban thành phố là xuống trực tiếp từng tổ dân phố và từng hộ dân để làm sao mà xuống để trao đổi, thảo luận và giải đáp các kiến nghị thắc mắc của người dân. Thì qua công tác xuống trực tiếp để nắm tình hình như vậy thì cơ bản người dân cũng rất là đồng thuận ủng hộ và cũng không có cái sự vướng mắc lớn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đặc biệt, mỗi cán bộ của các đơn vị khi được giao nhiệm vụ cũng luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nhất là khi vận động giải thích chế độ chính sách, các quy định liên quan tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng để người dân hiểu. Cùng với đó là nâng cao chất lượng thu thập hồ sơ, xây dựng phương án giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư của các dự án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhờ đó, nhiều nút thắt phức tạp đã được tháo gỡ. Mỗi cán bộ công chức trước hết phải là người dân và phải là người dân tốt. Và là những người công dân tiêu biểu để tuyên truyền vận động các người dân khác hiểu được các chế độ chính sách pháp luật của nhà nước để thực hiện nhiệm vụ cho đúng quy định của pháp luật. Cái nội dung này chúng ta có thể khẳng định được trong thời gian vừa qua là thành phố chúng tôi làm rất tốt. Tất cả các chế độ chính sách liên quan thực thi nhiệm vụ là hầu như là các cán bộ đều nắm được. Khi được giải quyết thỏa đáng, quyền lợi trên cơ sở các quy định của pháp luật, người dân đã đồng tình và đồng ý cho cán bộ tiến hành đo đạc kiểm đếm, xác định mốc giới. Chỉ tính từ đầu tháng 6 tới nay, thành phố Điện Biên Phủ đã thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường 60m cho 6 hộ gia đình, ban hành 8 quyết định phê duyệt phương án đối trừ đất ở nơi đi và nơi đến của 8 hộ gia đình không thuộc diện tái định cư, ban hành 13 quyết định giao đất, hoàn thiện thủ tục giao đất cho 25 hộ, tiếp nhận mặt bằng của 7 hộ dân, 4 hộ bàn giao bổ sung để bàn giao cho đơn vị thi công với diện tích 5.003m2. Tương tự, tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật khung cũng có sự thay đổi tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ đã nhận bàn giao mặt bằng thêm của 8 hộ gia đình với diện tích 1.600m2. Tôi cho rằng là chủ tịch giải quyết những cái việc trực tiếp như thế này thì là nhân dân rất là phấn khởi. Và trực tiếp các đồng chí có cả các cái ban của thành phố đến làm việc thì nhân dân cũng đỡ bức xúc, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái ý kiến của người dân được trực tiếp đồng chí chủ tịch giải quyết tại chỗ, như vậy là có rất nhiều đổi mới. Chứ trước kia làm gì có cái này. Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, đến nay đã có 160 hộ trên 213 hộ dân và tổ chức thuộc phạm vi thực hiện dự án đường 60m bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 93.000m2, đạt 89%. Phê duyệt phương án tái định cư cho 93 hộ và 69 đối tượng giao đất có thu tiền không thông qua hình thức đấu giá. Khối lượng thi công toàn bộ dự án đạt 61%. Để hai dự án sớm hoàn thành, thời gian tới, thành phố Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và giải quyết dứt điểm những nguyện vọng chính đáng của người dân trên cơ sở pháp luật. Cùng với đó là kiên quyết thực hiện cưỡng chế, kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ dân cố tình chống đối, chây ỳ, không chấp hành sau khi đã tuyên truyền giải thích theo đúng quy định của pháp luật. Quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 60m trong tháng 7, 2021 và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 8, 2021 đối với dự án hạ tầng khung.